Vâng, em xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn bộ các anh đang theo dõi video với em nhé. Thì hôm nay lại có $3 cục chất, phải nói là rất rất chất luôn đấy ạ. Bởi vì chất âm của nó khá là hay, và hơn nữa thì thuộc dạng đều là hàng khá là hiếm trên thị trường, và hơn nữa thì đều là hàng khủng hết nhá mọi người nhá. Đấy. Ở đây thì em sẽ đi lần lượt từng đôi một để mọi người có thể thấy rõ nhá. Đấy. Ở đây thì em sẽ đi đôi loa to nhất đi. Đấy. Ở đây trước mặt mọi người thì là một đôi loa cực to nhá, khá là to luôn, nhìn rất là cao to, phải gọi là siêu to khổng lồ luôn. Mọi người nhìn thấy cái bát không? Cái bát cực kỳ sâu nhá, cái teo của nó thỏm, nhìn trong nó thẳng vào phía bên trong của bát luôn rồi. Cái rốn loa thì phải gọi là cực khủng luôn này. Đấy. Đây, ở đây thì là loa điêu từng mã thì chắc nằm ở phía sau loa rồi, vì phía đằng trước không nhìn thấy loa, thấy mã ghi trên đây, thì em sẽ lướt từ từ để mọi người có thể nhìn rõ hơn về hình dáng của loa nhé. Đây, đây mọi người thấy không? Em phải công nhận là cái bát này nó rất là khủng luôn ý ạ, rất là to luôn nhá. Đấy. Đây nhá. Đấy, thường là những dòng loa cao cấp của Denton thì nó sẽ có cái nút tinh chỉnh ở phía đằng trước để mọi người có thể điều chỉnh dễ dàng hơn các chế độ nghe nhạc nhé. Mid 2 nhé, đấy, hai chế độ, đấy, điều chỉnh rất là đơn giản. Đây, cái hình thức của loa này. Đây nhé, phía đằng sau thành vách thì rất là ok này. Đấy. Đấy. Chỉ vì ở cái góc này là do quá trình vận chuyển người ta bo nó không được kỹ quá, không được kỹ càng nên là nó hơi bị ấy một chút thôi, không bị làm sao đâu anh nhé. Đấy. Nếu mà nhìn tổng thể đây, nhìn tổng thể như thế này thì sẽ không bị ảnh hưởng đâu, trừ khi là nhìn kỹ, soi kỹ như kiểu với lông với lá tìm sâu ấy thì mình mới thấy được cái vết này thôi nhá. Đấy. Loa bên này cũng như vậy. Vẻ loa này rất là chắc chắn luôn. Cái gỗ của nó như kiểu gỗ thịt ấy. Này. Đấy, gỗ chắc lắm luôn. Cái thành của nó rất là dày như anh nhá. Đấy. Đây. Thì em sẽ quay qua đằng sau để thấy về chi tiết về loa nhá. Đây, đây là loa Denton có mã là 36BR. Cái mã này nó rất là khác, thường em chỉ thấy thường là 28B hay là 105 hay gì thôi, đây là 36BR này. Đấy. Ở đây thì với với công suất là 60W trở khá là 8 ohm nhá. Đấy. Đây cùng thì từ 30 đến 20.000 Hz rất là cao luôn nhá. Cái này thì được thiết kế sâu vào phía đằng trong thì để giúp mọi người để sát loa tường luôn nhé, không bị vướng, bởi vì nhiều căn hộ em biết là nhiều nhà với diện tích nó không được rộng, hay là các anh muốn tiết kiệm diện tích thì mình sẽ kê sát vào tường, kê giáp cái mặt loa phía trong sát vào tường luôn, mà nhiều khi những cái loa nó thiết kế với cái giáp này nó phía lồi hẳn ra phía ngoài, nó không thiết kế sâu vào bên trong như thế này thì mình sẽ rất thế khó là để loa. Đấy. Với cái công suất là 60W thì các anh lưu ý giúp em là mình không nên so sánh với cả loa mini nhé. Bởi vì có những chiếc loa mini nó ghi hẳn là công suất đã 70W rồi đúng không? Nhưng mà chiếc loa này thì đây là loa đại mọi người ạ, rất là khủng luôn. Đấy. Phải nói là siêu to khổng lồ. Đấy. Mà công suất là 60W thì tất nhiên là không thể nào mà so sánh được với cả cái loa mini rồi. Đây là công suất của loa đại như các anh nhé. Đấy. Em sẽ hướng qua về kích thước để mọi người có thể thấy rõ này. Loa nhé, với chiều ngang là 40 này, đấy, rất là rộng luôn. Độ sâu của loa là 27 nhá. Đây, còn ở đây thì loa cao, rất là cao luôn, 68cm này. Đấy, loa cao 68. Em sẽ đo về bát loa để mọi người thấy nhá. Bát ở đây là bát 30 này, 30-31 luôn. Nguyên bát thì em không nói, là nguyên cái rốn loa thôi cũng đã là 12 rồi, bằng nguyên cả một cái bát của cái loa mini rồi nhá mọi người nhá. Nguyên cái rốn này là 12 bằng cái bát của loa mini luôn. Mà hơn nữa thì ở đây là bát rất là sâu này. Đấy mọi người nhá. Bát sâu hẳn vào phía bên trong luôn nhá. Đấy. Thành vách rất là chắc chắn nhá. Đấy. Loa này thì đợt này về thì nó hơi tiếc một chút là nó không có căng. Đấy nên nó hơi bị tiếc một chút như vậy. Loa này thì em để giá cho mọi người là 4.850.000 nhá. Đấy phải nói là cực kỳ là chất luôn. Chỉ mỗi tội không căng thôi nên phải bán giá rẻ đi rất là nhiều rồi. Đấy. Nếu ai mà thích chất âm của Denton thì không, thật sự không thể nào bỏ lỡ đôi này. Giá cực kỳ hợp lý luôn. Giá vô cùng rẻ, mà hơn nữa thì bát cực to nhá. Bát 30 đấy ạ. Đấy. Hình thức rất là đẹp. Mà nhiều khi mình đâu cần căng đâu, vì khi nghe nhạc thì mình cũng phải tháo căng ra rồi đúng không ạ? Đấy nhá, đây là Denton 36BR nhá. Đấy. Ở đây thì
Em tiếp tục giới thiệu với mọi người một loa nữa của Sony. Quay ngược đấy. Đấy. À, cũng là loa 3 đường tiếng. Đấy. À, mà trước thì thấy luôn logo rồi Sony 5050 này. Đấy. Đây 3 đường tiếng này, 1 2 3 này. Đấy. Cũng có nút để điều chỉnh tinh chỉnh âm sắc ở đây nhá. Đấy. Đấy, rất là tiện. Đấy. Ở đây thì đây, dép này, bát này, à chung này, bát này. Đấy, đường dép này, mọi người thấy không? Được có thiết kế rất là tinh vi và tỉ mỉ nhá. Đấy, nó như kiểu một cái quả cầu ấy. Em hay thấy ở trên các bộ phim thì nó như kiểu một quả cầu được bao bọc bởi hệ dạng ngân hà này. Đấy. Đấy, như kiểu đường vũ trụ ấy. Đấy, thì rất là bắt mắt luôn nhá. Đấy. Đây, bát thì cực kỳ sâu luôn. Đấy, mọi người thấy không? Bát này sâu hẳn vào trong luôn ấy ạ. Sâu hơn cả chiếc DA từng kia luôn mọi người ạ. Đấy. Bát cũng rất là lớn luôn. Đôi này về thì hình thức rất là ok này. Phải nói là đẹp luôn ấy ạ. Đấy. Đây. Đây nhá. Đấy, thành vách này. Rất là mượt luôn. Không bị chảy chóc, không bị bong bụng gì cả. Loa hàng vãi như này thì thật sự là rất là ok luôn. Với em hay các anh thợ thì phải nói là cực đẹp. Đấy, loa Sony này, SS5050 nhá. Với công suất là 80W, trở kháng là 8 ohm, loa được sản xuất tại Nhật luôn này. Với cái trở kháng 8 ohm này thì các anh yên tâm rằng là cái trở kháng 8 ohm là trong những cái ohm mà dễ dàng ghép với cả âm ly nhất. Nên mọi người không phải là lăn tăn là liệu ghép có nên hợp hay không, hay là phải âm ly này âm ly kia, thì thực sự điều đấy không cần thiết. Mọi người chỉ cần cân đối cho em cái công suất của âm ly, miễn sao là nó có thể kéo được hai đôi loa với công suất là 80W thì về đảm bảo với mọi người là chạy rất là êm, và hơn nữa thì chất âm cực kỳ hay nhá. Đấy. Mọi người nhìn bát một bát rất là to này. Thật sự thì hai đôi loa này thấy rất là ưng, bởi vì bát của nó cực kỳ chất luôn nhá. Đấy. Hơn nữa đôi loa này thì là đôi loa cổ đấy mọi người ạ. Đấy. Thành vách phải nói là cực kỳ chắc chắn luôn. Gỗ của nó như kiểu gỗ thủy này, loa khá là nặng nhá. Đây, kích thước của loa này. Loa với chiều ngang là 36 nhá. Độ sâu của loa là 30 này. Đấy, độ sâu của loa mà gần bằng với cả chiều ngang rồi, mọi người phải biết là cái củ loa nó sẽ như nào nhé. Đấy, chiều cao của loa là 63 nhá. Đấy, chiều cao 63. Bát thì rất là to. Ở đây cũng là bát 30 luôn này. Đấy, 30 nhá. Sâu cực kỳ, rất là chắc chắn luôn. Đấy. Đôi này là đôi loa khá là hiếm, là cổ nhá, đời cao của Sony luôn nhá mọi người nhá. Đôi loa này thì có giá là 5.900.000 nhá mọi người nhá. Đấy. Đôi loa cực chất. Đấy. Tiếp đến thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một đôi loa, nó là size chung thôi, rồi nó hơi nhỉnh nhỉnh một chút. Nếu anh nào mà thích nghe chất âm của Dayton, Dayton này mà không đủ tiền mua loa đại thì mình có thể tham khảo sang dòng loa chung này nhá. Đấy. Đây căng này. Đây, căng cũng khá là đặc biệt bởi vì đây là căng vải, như sợi vải rất là to nhá. Đấy. Hơn nữa thì khung hình của căng đây rất là bắt mắt, nó khác so với những cái khung khác, bởi vì khung ở đây nó được cái này là viền nhôm như vậy. Đấy. Căng này thì mọi người về yên tâm là mọi người có thể giặt được nhá, giặt thoải mái luôn, không bao giờ sợ bị rách đâu ạ, bởi vì cái chất vải của nó rất là dày dặn. Đây nhá, Dayton có mã là 251MK2 à. Này còn 251MK2 còn đời cao nữa cơ. Đấy. Chiếc loa 3 đường tiếng luôn. Đấy. Anh nào mà yêu thích của loa của Dayton mà mình cảm thấy là loa kia to quá so với diện tích nhà mình nó quá to, nhưng mà mình vẫn thích loa nghe chất âm của Dayton thì mình có thể tham khảo sang dòng chung chung này nhá. Đấy. Đây, ở đây cũng có nút tinh chỉnh luôn để mọi người có thể điều chỉnh các chế độ nghe nhạc của mình nhá. Đấy. Thiết kế của Dayton rất là khác biệt ở chỗ đấy. Mặc dù kể cả loa to hay loa chung đều có nút tinh chỉnh hết. Đấy. Đây, dép này. Dép được thiết kế rất là bắt mắt nhá, với màng lưới phía ngoài này. Đấy, đường chung này. Đấy, đường bát nhá. Đấy. Hơn nữa thì cái số, mọi người biết là cái gân loa ở đây nó khá là đặc biệt đúng không? Bình thường cái gân nó sẽ bị lồi ra ngoài, nhưng mà cái gân này được thiết kế theo kiểu là rãnh sâu vào trong. Mình cảm tưởng như kiểu là nó úp ngược gân ấy đúng không ạ? Đấy. Đấy, đây là điểm rất là khác biệt của chiếc loa Dayton
251MK2 này nhá. Đấy, đọc cái tên thôi mẹ đã thấy nhiều cái tay. Đây, kích thước của loa này, kích thước của loa là 31 này. Độ sâu của loa là 22 nhá. Đấy. Loa cao 52 này. Đấy, loa cao 52. Ở đây thì bát loa ở đây là bát 25 nhá. Đây mọi người nhá, bát 24 25 nhá. Đấy, bát 24 25 nhá. Đây đây. Đấy, lô này thì em cảm thấy là nếu mọi người để phòng khách này cũng rất là ok, mà nếu phòng ngủ của mình to to một xíu mình cũng có thể bày đặt được ở phòng ngủ, bởi vì tất nhiên là mình sẽ nghe những bản nhạc du dương nhẹ nhàng trước khi đi ngủ rồi. Còn nếu như lúc nào mà mình sáng thức dậy thì mình có thể bật một số bài nhạc sôi động hơn để mình có thể lấy năng lượng cho một ngày hoạt động, đúng không ạ? Đấy, mình có thể nhờ bật những bài nhạc aerobic thì mình có thể tập thể dục luôn, đúng không ạ? Rất là tiện. Phía sau này thì của chiếc loa này nó hơi bị lở một chút nhá mọi người nhá. Đấy, phía đằng sau. Đây là phía sau thôi, không ảnh hưởng gì hết. Thường thì chúng ta quan tâm đến mặt mũi của em ấy thôi. Đây, loa Dayton này, 251MK2 với công suất là 40W, trở kháng là 8 ohm nhá, cũng được sản xuất tại Nhật nhá. Giải tần thì từ 40 đến 25.000 Hz. Đấy, giải tần rất là lớn. Công suất 40W rất là phù hợp cho những phòng chung chung. Đấy. Loa Dayton 251MK2 này thì em bán với giá là 2.850.000 nhá. Đấy, phải nói là cái giá rất là hợp lý cho một đôi loa chung mà ba đường tiếng như thế này, mà hơn nữa hình thức rất là đẹp, chất âm thì cực kỳ hay, lại của hãng Dayton nữa. Em cảm thấy là rất là ok. Nếu anh nào muốn sở hữu những đôi loa này thì hãy gọi điện cho em theo số điện thoại là 0966 591 581 nhé. Địa chỉ cửa hàng em thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ạ. Mọi người có thể ghé qua để xem trực tiếp về sản phẩm, để thưởng thức chất âm luôn nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh bên em. Và đã bớt chút hơn 10 phút đồng hồ quý giá của mình để xem hết video này nhé. Dạ vâng, em xin kính chúc các anh có thật nhiều sức khỏe. Và kính chúc các anh có một tuần mới làm việc hiệu quả và may mắn nhé. Dạ vâng, em xin chào và hẹn gặp lại ạ.